Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương triển khai quyết định số 32/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều quyết định số 15/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, những điều kiện vay được nới lỏng so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như điều kiện vay vốn là người sử dụng lao động, có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên từ tháng 4 đến hết năm nay. Người sử dụng lao động có doanh thu quý 1 giảm 20% trở lên. Để hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang khẩn trương thông tin và hướng dẫn tới người sử dụng lao động để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động chậm nhất ngày 5 hàng tháng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ phê duyệt cho vay trong vòng 5 ngày làm việc. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Phát Hưng Yên là đơn vị trúng thầu vừa tổ chức khởi công dự án 33 căn shop house Phố Nối House. Dự án 33 căn shop house nằm trong khu đô thị Phố Nối House do công ty cổ phần du lịch thương mại Tân Sáng làm chủ đầu tư. Các căn shop house có diện tích từ 60 đến 70 m vuông, bám mặt đường 34 m, đối diện với công viên khủng long. 33 căn shop house nằm trong quần thể gần 20 ha với 668 sản phẩm thấp tầng và 1.200 căn hộ cao tầng là phân khu đắt giá nhất. Dự án xây dựng 33 căn shop house, khu đô thị Phố Nối House khi hoàn thành sẽ hình thành khu đô thị sầm uất, tiện ích hiện đại, mang đến những giá trị không gian sống tốt cho cư dân và người mua sắm. Được biết, Phố Nối House còn nằm giữa hàng loạt các khu đô thị lớn như TNT Phố Nối, New City Phố Nối, khu đô thị Hòa Phát, La Vida Green, Phố Nối Sunshine, tạo ra một cộng đồng dân cư văn minh cùng hạ tầng tiện ích đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cũng tại lễ khởi công, chủ đầu tư dự án Phố Nối House đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã đầu tư vào dự án. Hiện nay đã là quý cuối cùng của năm 2020, các công trình xây dựng đã cơ bản hoàn thành phần thô và phải đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao, nên thị trường vật liệu xây dựng hoàn thiện cũng đang khởi sắc từng ngày với xu hướng tiện ích, tối giản và thân thiện với môi trường. Khảo sát một số đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên được biết, vào dịp cuối năm, các nhà sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện liên tục đưa ra những sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng. Chỉ riêng gạch men đã có rất nhiều chủng loại theo xu hướng tối giản mới lạ. Xu hướng mới của thị trường hiện nay là đang xu hướng theo cái sàn nhựa FPC này ạ. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ chống được chống lồm, chống ẩm, chống co ngót. Bởi vì cái sản phẩm này 70% của nó là bột đá và 20% là nhựa nguyên sinh. Và cái nhựa này là nhựa thân thiện với môi trường, chống trơn trượt, rất là phù hợp với các nhà có trẻ nhỏ và những người già. Thị trường gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và dụng cụ nhà bếp rất đa dạng, phong phú, giá cả nhiều mức từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, người tiêu dùng muốn chọn được sản phẩm ưng ý, hợp túi tiền cũng không dễ dàng. Do trên thị trường có rất nhiều thương hiệu, nhất là hàng Trung Quốc giá rẻ hơn, hình thức lại bắt mắt hơn. Khách hàng nhiều khi thiếu thông tin về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Khi xây sửa một cái công trình nào đó, bao giờ đã phải nghĩ đến là tìm thiết bị ở đâu. Ngoài thị trường bây giờ, nếu như bảo để ra ngoài mà tìm một cái sản phẩm ưng ý mình khó lắm. Hôm nay qua một cái khoảng thời gian để tham quan và ngắm nghía những cái sản phẩm ở đây thì tôi thấy sản phẩm ở đây là tương đối đẹp, mà cái nguồn gốc sản phẩm nó rõ ràng. Có thể thấy thị trường gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và dụng cụ nhà bếp cuối năm đang rất đa dạng và phân khúc khách hàng khá rõ ràng với xu thế tiện ích, bền đẹp và thân thiện môi trường. Xu hướng của 2020 có một số sản phẩm thiết bị vệ sinh thông minh, bệt thông minh và các nắp rửa nó có nhiều chế độ, nhiều chức năng hỗ trợ cho người dùng, hoặc là các cái thiết bị nhà bếp nó tối ưu các không gian sử dụng. Bắt đầu vào mùa cao điểm xây dựng dân dụng, sức cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản sau một thời gian dài bị chững lại nay cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, đang dần tác động tích cực đến thị trường vật liệu xây dựng, giúp tăng sản lượng tiêu thụ, giảm mức tồn kho. Nhu cầu về các loại vật liệu vẫn gia tăng, trong khi giá cả ít có sự biến động cũng là những tín hiệu lạc quan cho người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên, BIDV Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình.